Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 3 bài 125, làm quen với thống kê số liệu. Tiếp theo, thì đầu tiên, chúng ta làm bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học. Câu E. Hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm. Khối 1 có chấm 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 học sinh. Thì chúng ta sẽ quan sát trên bảng thống kê số liệu xem khối 1 có bao nhiêu học sinh. Như vậy khối 1 có 140 học sinh, do đó chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm là 140. Tiếp tục, chúng ta điền vào chỗ chấm khối nào có 160 học sinh. Thì chúng ta tiếp tục quan sát trên bảng thống kê số liệu. Chúng ta có khối 5 là có 160 học sinh. Vì vậy, chúng ta sẽ viết vào là khối 5. Tiếp theo, chúng ta làm câu B. Khối 2 có ít hơn khối 4 là bao nhiêu học sinh? Khối 4 là 240 học sinh. Khối 2 là 200 học sinh. Như vậy, muốn biết khối 2 ít hơn khối 4 là bao nhiêu học sinh? Chúng ta lấy số học sinh của khối 4 trừ đi số học sinh của khối 2, cụ thể là 240 trừ đi 200. Thì 240 trừ đi 200 bằng 40. Do đó chúng ta sẽ có là khối 2 có ít hơn khối 4 là 40 học sinh. Thì như vậy chúng ta làm xong bài tập số 1. Tiếp tục, chúng ta làm bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Dưới đây là bảng thống kê số gạo nếp và gạo tẻ của một cửa hàng bán được trong 3 ngày. Dựa vào bảng trên, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. Ngày thứ nhất bán được chấm 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 kg gạo tẻ. Thì muốn biết ngày thứ nhất bán được bao nhiêu kg gạo tẻ, chúng ta sẽ quan sát trên bảng thống kê số liệu ở trên. Ngày thứ nhất số gạo tẻ bán được là 3.800 kg, do đó chúng ta sẽ điền vào chỗ 3 chấm. Chỗ chấm là 3.800. Tiếp tục, ngày thứ nhất bán được bao nhiêu kg gạo nếp? Chúng ta tiếp tục quan sát trên bảng thống kê số liệu. Số gạo nếp bán được là 1.200 kg, do đó chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm là 1.200. Tiếp theo, chúng ta làm câu B. Ngày thứ hai bán được tất cả là bao nhiêu kg gạo tẻ và gạo nếp? Thì chúng ta sẽ quan sát ngày thứ hai trên bảng thống kê số liệu. Gạo tẻ bán được 2.500 kg, gạo nếp bán được 1.800 kg. Như vậy gạo nếp và gạo tẻ của ngày thứ hai bán được là 2.500 cộng với 1.800 thì bằng 4.300. Do đó chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm là 4.300. Tiếp theo, chúng ta làm câu C. Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai là bao nhiêu kg gạo tẻ? Chúng ta tiếp tục quan sát trên bảng thống kê số liệu. Ngày thứ ba bán được số gạo tẻ là 4.800 kg, ngày thứ hai bán được 2.500 kg. Như vậy ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai là chúng ta sẽ lấy 4.800 trừ đi 2.500 và bằng 2.300. Do đó chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm là 2.300. Như vậy là ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai là 2.300 kg gạo tẻ và ít hơn ngày thứ hai là bao nhiêu kg gạo nếp. Chúng ta tiếp tục quan sát trên bảng thống kê số liệu. Ngày thứ hai bán được 1.800 kg gạo nếp và ngày thứ ba bán được 1.500 kg gạo nếp. Như vậy ngày thứ ba bán ít hơn ngày thứ hai số kg gạo nếp nè, chúng ta lấy 1.800 trừ đi 1.500 bằng 300. Do đó chúng ta sẽ điền vào chỗ chấm là 300. Tiếp tục, chúng ta làm bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Số điểm 10 của lớp 3A đạt được trong 4 tháng như sau. Tháng 9 là 185 điểm.
Tháng 10 là 203 điểm, tháng 11 là 190 điểm và tháng 12 là 170 điểm. Hãy viết số thích hợp vào ô trống. Đầu tiên, chúng ta có tháng 9, số điểm 10 chưa biết. Như vậy, chúng ta sẽ quan sát các số liệu thống kê trên và chúng ta sẽ có tháng 9 là 185 điểm. Do đó, chúng ta sẽ điền vào số điểm 10 ứng với tháng 9 là 185. Tiếp tục, chúng ta có số điểm 10 là 203 thì sẽ ứng với tháng nào? Chúng ta sẽ quan sát số liệu được thống kê ở trên. 203 điểm 10 ứng với tháng 10, do đó chúng ta sẽ điền vào ô trống là tháng 10. Tiếp tục, chúng ta có tháng 11 thì tháng 11 có bao nhiêu điểm 10? Chúng ta tiếp tục quan sát những số liệu được thống kê ở trên. Tháng 11 có 190 điểm. Do đó chúng ta sẽ điền vào là 190 điểm. Tháng 11 có số điểm 10 là 190 điểm. Tiếp tục, chúng ta có số điểm 10 là 170 điểm thì ứng với tháng nào? Thì chúng ta sẽ quan sát những số liệu được thống kê ở trên. 170 điểm 10 ứng với tháng 12. Do đó chúng ta sẽ viết vào ô trống là tháng 12. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.